Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chỉ còn 2 ngày nữa tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên sẽ chính thức diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Đây là một sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước. Trong sáng nay ngày 5 tháng 5 tại sân vận động tỉnh Điện Biên đã diễn ra lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành nhằm nâng cao công tác chỉ huy, hiệp đồng thống nhất giữa các lực lượng, đảm bảo hoàn thành tốt lễ kỷ niệm sẽ chính thức diễn ra vào ngày 7 tháng 5. Hàng vạn người dân đã đứng chật hai bên đường để vẫy chào đoàn diễu binh, diễu hành đi qua những tuyến phố chính tại Điện Biên trong niềm tự hào, xen lẫn xúc động. Niềm vui của bà con Điện Biên nói riêng và người dân và cả nước nói chung trong sáng nay đã khơi dậy sự tự hào, gợi nhớ không khí tưng bừng ngày đón tin chiến thắng Điện Biên Phủ 70 năm trước. Trong sáng nay mùng 5 tháng 5, mọi ngả đường, mọi con phố của thành phố Điện Biên Phủ đều ngập tràn tiếng kèn, tiếng trống nhạc hiệu. Và đặc biệt là những màn diễu binh diễu hành của những khối cán bộ chiến sĩ tại đây. Kết thúc phần diễu binh diễu hành phía bên trong khán đài, từng khối cán bộ chiến sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân tiến về phía đường phố, nơi có những người dân không vào được bên trong khán đài đang chờ họ. Đối với những người lính thuộc lực lượng vũ trang như thế này, chuyện vượt nắng thắng mưa là những câu chuyện quá quen. Nhưng hiện tại, họ không chỉ vượt qua thời tiết oi nóng tháng năm của Điện Biên một mình, mà họ còn được sự ủng hộ gắn kết với hàng trăm vạn người dân tại Điện Biên nói riêng và người dân trên khắp cả nước nói chung. Tôi cũng lên đây vài lần rồi, lần 60 năm tôi cũng qua lên, thấy là hoành tráng hơn 60 năm. Từ khi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Điện Biên, tôi chưa bao giờ cảm thấy là Điện Biên có một cái không khí nó nóng như bây giờ và nó náo nhiệt như bây giờ. Thực sự là đối với chúng tôi, người dân của Điện Biên cảm thấy rất là thương các đồng chí cán bộ chiến sĩ. Có những hôm mà các đồng chí đi qua, mồ hôi của các đồng chí rơi mà chúng tôi là những người dân, chúng tôi cảm thấy rất là thương. Nhưng ngược lại, cái lòng tự hào và cái lòng hãnh diện cũng như cảm ơn các chiến sĩ mà chúng tôi dành cho các đồng chí cán bộ chiến sĩ rất là nhiều. Không khí hào hùng vui tươi không chỉ ở lễ đài sân vận động tỉnh Điện Biên, mà tại sân bay Điện Biên, các biên đội trực thăng vũ trang thuộc quân chủng phòng không không quân cũng mang theo cờ đảng, cờ tổ quốc tổng duyệt trên bầu trời. Người dân và du khách tại Điện Biên đã chứng kiến màn biểu diễn tổng duyệt mãn nhãn trên bầu trời Điện Biên để phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC. Thưa quý vị, sau rất nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng luyện tập tại khu vực sân bay Điện Biên, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên, thì ngày hôm nay lực lượng trực thăng của quân chủng phòng không không quân gồm 11 chiếc trực thăng sẽ hợp luyện treo cờ trong buổi tổng duyệt cuối cùng cùng với lực lượng bộ binh diễu hành ngay phía dưới để cho chuẩn bị cho ngày chính lễ ngày 7 tháng 5. Và một chút nữa thôi thì tôi cùng quý vị sẽ được chiêm ngưỡng một góc nhìn cực kỳ đẹp và lạ từ khu vực những chiếc trực thăng nhìn xuống khu vực phía dưới diễu binh diễu hành. Không khí tại sân bay Điện Biên sáng ngày 5 tháng 5 đang trở nên gấp rút hơn bao giờ hết khi đây đã là lần cuối cùng tổng duyệt trước khi bước vào lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Sau rất nhiều những phương án được tính toán thì cuối cùng đội hình bay đã được chốt với 11 chiếc trực thăng. Lần lượt từng tốp trực thăng của 3 trung đoàn không quân 916, 917 và 930 vào vị trí sẵn sàng làm nhiệm vụ bay diễu binh diễu hành mang theo những lá cờ đảng và lá cờ tổ quốc. Sau nhiều ngày khổ luyện thì thời điểm này là lúc những hình ảnh đẹp nhất của lực lượng không quân nhân dân Việt Nam sẽ được phô diễn trước mắt công chúng. Đúng 8 giờ 18 phút, từng đoàn trực thăng bay ngang qua vị trí khán đài nơi khối diễu binh diễu hành đang bắt đầu tiến ra ngoài đường phố. Góc nhìn từ trên cao có thể cảm nhận rõ ràng không khí vui mừng và rộn ràng trước ngày lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Sau gần 1 giờ đồng hồ bay biểu diễn thì 11 chiếc máy bay trực thăng đã hạ cánh, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chúng tôi thì cũng được huấn luyện bay rất nhiều và thông qua lễ đài cũng nhiều lần rồi. Tuy nhiên cái lần này là lần tổng duyệt, cũng có những cảm xúc rất là bồi hồi, hồi hộp. Vì anh em qua bao nhiêu ngày luyện tập thế cũng có thể có những lúc làm chưa tốt. Thế nhưng mà hôm nay chúng tôi vẫn hồi hộp, mình làm cố gắng hết sức mình và kết quả là các đồng chí thấy được đội hình thông qua khán đài rất là đẹp. Và có lẽ là tôi nghĩ là cũng ấn tượng đối với cả khán giả và những người xem. Sau khi kết thúc nhiệm vụ bay diễu binh diễu hành, Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến sân bay để góp ý rút kinh nghiệm lần cuối cùng trước khi bước vào nhiệm vụ bay chính thức.
Bên cạnh đó, Trung tướng cũng không quên động viên những cán bộ chiến sĩ của lực lượng không quân suốt thời gian qua đã nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ cao cả bay diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Mùa xuân năm nay, Simon đã có dịp đến thăm vùng đất Thanh Hóa và được tham gia rất nhiều những lễ hội đặc sắc và nổi tiếng. Thanh Hóa là vùng đất có những di tích nổi tiếng và sở hữu nền văn hóa giàu bản sắc, cùng các lễ hội lâu đời còn được lưu giữ đến ngày nay. Hôm nay hãy để Simon giới thiệu cho các bạn yêu về những lễ hội nổi tiếng nhất xứ Thanh. Và nếu có dịp, bạn nên tới tham gia một lần nhé! Ở Thanh Hóa, có lẽ nhiều người đã biết đến lễ hội Mừng Xia. Đây là nét đẹp văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Thái gắn liền với công ơn của tướng quân Tư Mã Hai Đào. Vào thế kỷ 15, Tư Mã Hai Đào là vị tướng tài, võ nghệ cao cường, giúp vua lập nhiều chiến công. Trong thời gian trấn ải biên cương, ông đã chọn Mường Xia để xây dựng thủ phủ, khai khẩn ruộng hoang và mang lại cuộc sống thanh bình, ấm no cho người dân dọc biên giới miền Tây xứ Thanh. Hàng năm cứ đến ngày mùng 9, mùng 10 tháng 2 âm lịch, đồng bào dân tộc Thái nơi đây lại tổ chức lễ hội Mường Xia, thu hút một lượng lớn người dân và du khách tham quan. Lễ hội Mường Xia có tới 5 điểm cúng với nhiều hoạt động rước kiệu lễ bái. Sau phần lễ là phần hội với các trò chơi dân gian. Đây là dịp để người tham gia các bạn thể hiện tài năng, trí thông minh, sự khéo léo, nhanh nhẹn và tinh thần thượng võ thông qua một số trò như hát khập, đánh chiêng, nhảy sạp, tung còn, tó má lẹ, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, khua luống, khập, múa trá, cà kheo, vân vân. Chính vì vậy, du khách đến đây có thể thoải mái trải nghiệm văn hóa sinh hoạt của bà con địa phương. Lễ hội Mường Khô cũng được xem là một trong những lễ hội người Mường tại Thanh Hóa. Hàng năm cứ vào ngày 10 tháng Giêng, 4 xã thuộc xứ Mường Khô của huyện Bá Thước là xã Điền Trung, Điền Lư, Điền Quang, Điền Hạ lại hân hoan tổ chức lễ hội Mường Khô để tri ân đến quận công Hà Công Thái và các vị tướng dòng họ Hà đã có công dẹp loạn ở vùng biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Ngoài ra, bà con dân tộc còn tổ chức lễ hội này nhằm cầu nguyện cho mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi nảy nở. Người dân Mường Khô chọn giờ đẹp tiến hành nghi lễ rước kiệu ra chùa Mèo, nơi thờ tự tổ tiên của dòng họ Hà Công. Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ hội có hoạt động trình diễn xét bùa và màn hòa tấu của 460 cổng chiêng. Các thiếu nữ Mường trong sắc phục dân tộc mang theo 460 chiếc cồng chiêng vừa đi vừa diễn tấu hát múa đã tạo nên tiết mục hợp xướng quy mô lớn mang đậm bản sắc dân tộc, thu hút nhiều người xem. Lễ hội Nàng Han là lễ hội truyền thống của đồng bào 16 xứ Thái Mường Chiêng Bán hay Chiêng Ván, nay thuộc thôn Lùm Nưa, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân. Lễ hội diễn ra vào những ngày đầu xuân. Chính hội được tổ chức vào ngày mùng 5 tháng Giêng hàng năm. Hiện nay, tại thôn Lùm Nưa vẫn còn dấu tích gắn với truyền thuyết về Nàng Han như Hang Mường. Lễ hội là dịp để đồng bào Thái xã Vạn Xuân tỏ lòng biết ơn đối với Nàng Han, người con gái dân tộc Thái của bản Lùm Nưa với lòng dũng cảm, sự mưu trí đứng lên bảo vệ quê hương và người dân vùng Tổng Trịnh Vạn. Lễ hội gồm hai phần, phần lễ và phần hội. Phần lễ bao gồm nghi lễ cúng Nàng Han, nghi thức cúng sơn thần thổ địa và mó nước Nàng Han. Thầy Mo cùng nhân dân địa phương rước lễ vật từ thôn Lùm Nưa vào trong hang Mường để tế Nàng Han và các thần linh cai quản bản Mường, cầu mong ấm no, hạnh phúc, mùa màng tươi tốt. Trong phần lễ, thầy tế sẽ thực hiện cúng và dâng hương tại đền thờ Nàng Han với vật phẩm do chính dân bản làm ra. Sau khi hành lễ xong, mọi người từ già đến trẻ đến bên mó nước để lấy nước rửa mặt, cầu bình an, xua đi bệnh tật và những điều rủi ro. Phần hội diễn ra ở ngoài hang Mường, mọi người cùng nhau nhảy sạp, múa cá sa, hát múa quanh cây hoa. Cây hoa làm thành nhiều tầng, nhiều màu sắc. Trên cây hoa gắn các hình nông cụ đan bằng tre nứa và hình con chẫu tràng, con cá, ve sâu. Ngoài vui chơi, múa hát, người dân còn tham gia các trò chơi dân gian như đánh cồng chiêng, khua luống, nhảy sạp, kéo co, đẩy gậy, tò lẹ, tung còn, vân vân. Đây là nét văn hóa truyền thống của đồng bào Thái tại xã Vạn Xuân. Thông qua lễ hội, nhân dân trong xã được giao lưu văn hóa, tăng thêm tình đoàn kết trong cộng đồng. Các lễ hội Thanh Hóa luôn mang đậm nét văn hóa sinh hoạt của người dân và ý nghĩa lịch sử truyền thống của từng địa phương. Du lịch Thanh Hóa sẽ thật thiếu sót nếu bạn bỏ lỡ các hoạt động lễ hội này.
Đây cũng là một trong những nét độc đáo của du lịch xứ Thanh được nhiều du khách thập phương biết đến. Hy vọng thông tin về 3 lễ hội độc đáo tại Thanh Hóa sẽ giúp các tình yêu của Simon dễ dàng hơn trong việc lên lịch trình du lịch cũng như hiểu hơn về văn hóa con người nơi đây nhé. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.